anh em nào mà mới qua Nhật thì nên lưu ý, không đến lúc vào đồn ngồi lại không biết là mình làm cái gì. Hồi mới qua Nhật, mình từng bị công an bắt và bị ngồi ở đồn mấy tiếng mới được thả về. Không phải 100%, nhưng mà mình nghĩ các bạn nào mà mới qua Nhật ấy thì ít nhiều cũng sẽ có một người bị giống mình, đó là quên cái thẻ ngoại kiều ở nhà. Vậy thì cái thẻ ngoại kiều ấy nó là cái gì? Nói một cách đơn giản đi thì nó là một cái chứng minh thư. Đấy, ở Việt Nam ấy thì nói chung là đi từ nhà ra ngõ rồi đi chơi điện tử các thứ thì nó thật sự là mình chỉ cầm mỗi tiền theo thôi, quen thói. Thế là ở Nhật thì đi siêu thị thì cũng cầm mỗi tiền theo thôi, giấy tờ các thứ vứt hết ở nhà. Thế là đi đến cổng siêu thị thì bị mấy ông công an kiểm tra giấy tờ. Ôi, mới qua Nhật ấy thì tiếng Nhật không có tốt đâu, người ta nói cái gì mình cũng không biết. Thế là thôi, người ta bế luôn về đồn. Sau đó thì phải nhờ bạn mình cầm giấy tờ ra đến đồn thì mới đón về được. Sau này thì mình mới biết đó là không nhất thiết là mình phải về đồn ngồi với người ta, mà mình chỉ cần nói cho người ta biết đó là địa chỉ nhà mình ở đây. Và người ta cứ thế là bế cả mình về nhà thôi. Anh em nào mà mới qua Nhật thì nên lưu ý một chút, đó là đi đâu đi chăng nữa thì cầm theo cái thẻ ngoại kiều của mình, để mà nếu mà công an nó có hỏi thì mình cũng không bị làm sao. Đây là ở Nhật và công an của Nhật thì rất là rảnh, mặc dù bạn không làm cái gì nhưng mà người ta vẫn giữ bạn lại và kiểm tra. Và cái vấn đề là mình rất khó chịu với cái việc kiểm tra của công an Nhật như thế này, là mất thời gian của mình. Mình đã nói từ video rất là lâu rồi. Nhưng mà để mà nói thì tại sao công an Nhật người ta lại phải kiểm tra gắt người ngoại quốc đến như vậy thì cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì là có rất là nhiều người Việt Nam cũng như là có rất là nhiều người nước ngoài qua đến Nhật và người ta bỏ trốn. Đấy, anh em nào mới qua Nhật thì nên lưu ý một chút, đó là đi đâu thì cũng nên cầm theo cái thẻ ngoại kiều đấy nhá. Thật là cảm giác.